Vâng, sau đây em giới thiệu các bác một mẫu đẩy công suất của Mỹ dòng Series Audio CA1001. Với cấu hình rất là đẹp như thế này, các bác sẽ thấy được độ khủng của nó. Em đây công suất nguồn lên tới 1500W và sử dụng một cái tăng phô. Đặc trưng của những dòng tăng phô đến từ hãng Carver, y như những con tăng phô trên những con Carver. Và cấu hình nó cũng khá giống với những con Series Audio nồi như thế này, thì các bác thấy nó không khác gì về chất âm cũng như là cấu hình bên trong, nó rất là giống Carver. Nó sử dụng là xéo tụ lực nguồn của Philips Vương Miện nha các bác, và 16 sò công suất Toshiba 302 và 281 cực kỳ nổi tiếng. Mỗi vế nó là 2468, đối diện phía dưới nó là 8 con, nên là 16 con mỗi vế, và thiết kế rất là hài hòa từ phía tăng phô và cho đến phần nguồn và phần công suất, mỗi bên nó rời nhau, chỉ tăng hiệu quả âm thanh và hiệu quả làm việc của một con main công suất. Và đây là quạt làm việc tản nhiệt đấy, rất là êm. Tăng phô và hệ thống cảm biến, nó sử dụng cảm biến nhiệt trên tăng phô. Và đây là bốn tổ lực nguồn, và đây là phần nguồn. Đây Series Audio các bác thấy trên những bo mạch đấy, những IC rất là đẹp nha. Đây các bác thấy những sò công suất và những cái chân rất đẹp. Còn này các bác chơi những cặp full như là ví dụ như những full JBL B3 hay là những dòng sạc Queen Vega lò bot, thì các bác đánh vô tư 2 cặp 701, 2 cặp 601, hoặc là 2 đến 3 cặp 301, các bác vừa nghe nhạc và karaoke. Với cấu hình tốt như thế này và như chạy những dòng sò danh tiếng của Toshiba, mã 302, 281 lần danh rồi, và đồ đẹp từ những cái con tenfo như thế này. Con này giá 12 triệu 5 nha các bác, con này rất là ngon nha, ở phân khúc tầm tiền thì nó gọi là khó có đối thủ. Phía trước thì dòng Series Audio nó sẽ thiết kế nó gọn gàng, đây là phần tản nhiệt, phần volume. Đây là dòng Series Audio CAH CA1001, giá là 12 triệu 5, đã bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ da ba lăng nha các bác. Đây về đồ đẹp của con bao. Và phía sau các bác sẽ thấy trạm loa, và đây là hàng Mỹ nha các bác, hàng Mỹ nồi, xuất cho thị trường châu Âu nên là sử dụng điện 230, là ở Việt Nam mình xài không cần phải đổi nguồn nha. Đường tín hiệu vào là ba lăng nha các bác, điện hiệu ba lăng. Đây là phần mạch âm sách, phần mạch âm sách một vế, hai vế, ba vế, bốn vế. Bác nào chốt con này thì alo cho em nha. Con này thì em có một con duy nhất thôi chứ không có nhiều, những con này thì lâu lâu mới có hàng về. Rồi bác nào lấy thì alo cho em nha, qua số điện thoại trên, và nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Là số điện thoại chính của em nha, bác nào lấy thì cứ phone cho em, cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu, còn chỉ con đổ em bớt 200 ngàn, luôn luôn bao ship cho tất cả các bác nha. Có hai quan phía trước rất là đẹp, size khoảng 8cm, rất là gọn gàng. Cấu hình chủ yếu là được đẩy về phía sau, phần công suất là phía sau hết. Nhìn một cái cấu hình nó thiết kế như này nhìn rất là đẹp nha các bác. Tăng phô, nguồn, công suất cho hai vế, nhìn là biết nghe, không cần phải đi tìm ở đâu hết. Đây, phần công suất, phần nguồn nằm riêng lẻ hết nha các bác. Phần cảm biến thì nó để trên này,